Bạn đã bao giờ thắc mắc về những điều liên quan đến khoa học? Đã khi nào chúng ta cảm thấy khoa học sao mà phức tạp và khó hiểu? Công tác khoa học thuộc khuôn khổ dự án khoa học phi lưu ký do đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford và Bayer phối hợp thực hiện. Công tác khoa học được xây dựng nhằm mục đích mang khoa học đến với thanh thiếu niên Việt Nam bằng những hình thức trẻ trung và hấp dẫn. Tìm hiểu khoa học qua những mẫu truyện tranh sinh động và dễ hiểu. Lắng nghe những câu chuyện về mối liên hệ thú vị giữa khoa học và đời sống hàng ngày. Khám phá các dự án nghiên cứu thực tế và trải nghiệm trở thành nhà khoa học tại nhà. Với những câu chuyện thu hút và các hoạt động hấp dẫn, công tác khoa học sẽ góp phần nâng cao hiểu biết của chúng ta về các khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày thông qua lăng kính khoa học đầy màu sắc. Cùng đón xem hàng tuần tại Facebook Khoa học Trường học nhé! Công tác khoa học cùng bạn tiếp cận khoa học một cách nhẹ nhàng và đầy thú vị.